Nước rồi sóng trời mưa một buổi mà coi như ngập luôn cái đường đi. Nước này mà đi về trễ thêm cỡ 5 phút nữa chắc đi qua không được rồi. Thậm chí là đi đường kia. Đứng xuống chỗ này, xuống coi mấy người này họ cắt chuột có được nhiều có không? Mưa này chắc có còn mới heo bò ông cắt chuột chứ này. Sáng giờ cắt được nhiều không chứ? Nước nó mặn quá, ít ít có à. Cái này rong cốm hay là bỏ gì xuống chú? Hai ba lên. Thôi đi về thôi, không có nữa kìa. Cái gì đó? Có thấy gì không?